Quý khán giả thân mến, sáng nay ngày 1 tháng 12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp với cửa hàng đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt Nam cố định năm 2021 tại số 6769 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thế Bình, quận Ninh Kiều. 100% sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng đều có xuất xứ từ Việt Nam, trong đó có hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được giới thiệu đến người tiêu dùng. Cửa hàng quy tụ khoảng 600 sản phẩm và phân chia hàng hóa thành 3 loại, gồm các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Trong đó có gần 200 sản phẩm OCOP của 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và hơn 100 loại đặc sản địa phương của các tỉnh thành trong cả nước. Riêng thành phố Cần Thơ có hơn 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao, tiêu biểu như khô cá tra một nắng, chương giang khanh, rượu mận sáu tia, trà mãng cầu kim nhiên, nước ổi lên men, cô điệp, dần dần. Được sự hỗ trợ của trung tâm thì cái việc mà tập hợp hàng hóa cũng là tương đối là dễ dàng. Về giá cả thì mình đảm bảo cái ổn định giá, tỷ suất lợi nhuận tương đối để cho thứ nhất là mình quảng bá cái sản phẩm của đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là sản phẩm OCOP. Về cái thời gian á, thì cửa hàng mở cửa từ là 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Mình thấy cửa hàng là rất là đa dạng sản phẩm, có nhiều loại giống như là mắm, này khô, lạp xưởng và gạo. Những đặc sản này á, đa số á, là mình sẽ đi tham quan ở các tỉnh, sau đó mình sẽ mua về làm quà tặng. Thì khi đến cửa hàng á, thì mình đều tìm được rất là nhiều sản phẩm ưng ý. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc khai trương cửa hàng là một trong những nỗ lực của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong đó có việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến người tiêu dùng. Từ đó hỗ trợ cơ sở doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước mở rộng hệ thống phân phối, tạo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững. Chúng tôi cũng có phối hợp với Sở Công Thương để kết nối với các cái hợp tác xã của một số cái quận huyện trong thành phố Cần Thơ để chúng ta làm thế nào mà liên kết được các cái chuỗi sản xuất của người nông dân, của các cái hợp tác xã từ cái khâu nuôi trồng rồi chế biến và đưa ra các cái siêu thị, các cái cửa hàng để cho sản phẩm của mình nó được người dân, được khách hàng, được các cái nhà buôn bán họ biết nhiều hơn. Thì đây là một trong những cái điểm mới và tôi cho là đây là cái hoạt động chúng tôi cần phải chú trọng nhiều hơn trong cái năm 2022.